nhưng sai lầm của hàng thủ khiến chủ nhà hủng lưới hai bàn trước đội đang cầm đèn đỏ. Còn Berlin nâng mạch bất bại lên thành 3 trận, nuôi hy vọng chủ hạng mong manh. Bước ngoặt của trận đấu tới ở cuối hiệp 1, khi hậu vệ đội khách Lauren Asinan đẩy Mikhailo Mudry ngã trong cấm địa khiến Chelsea được hưởng phạt đền. Hậu vệ người Pháp cũng phải nhận thẻ vàng thứ hai, đều từ các pha phạm lỗi với Mudry, đồng nghĩa anh bị trút quyền thi đấu. Berkeley không chỉ mất người trên sân, mà huấn luyện viên Vincent Kompany cũng phải nhận thẻ đỏ vì bị trút quyền thi đấu do chỉ đạo do phản ứng với tình huống dẫn tới phạt đền. Trên chấm phạt đền, Palmer tự tin xuất bóng kiểu Panenka mở tỷ số cho đội tuyển Chelsea. Anh không phải tranh chấp đá phạt đền với Raheem Sterling ở trận này, khi tiền đạo 30 tuổi phải dự bị và chỉ vào sân trong hiệp 2. Hiệp đấu khởi đầu với gáo nước lạnh cho chủ nhà khi tiền vệ Sean Cullen cuốc bóng một chạm ngẫu hứng từ ngoài vòng cấm địa để gỡ hòa một điều. 5 phút sau, khi Sterling vào sân, anh tỏ sáng với pha đánh gót chọc khe cho Palmer lao xuống đối mặt của môn. Tiền đạo 22 tuổi có khả năng có khoảng trống nên dễ dàng sút chìm chéo góc nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, Cullen đá phạt góc bên phải cho hậu vệ Dara Oshi đánh đầu cắt mặt đưa bóng về góc xa. Thủ môn Dode Petrovic ba người chạm được tay vào bóng nhưng không hề cứu vua. Chelsea tiếp tục chuỗi trận thất thường. Sau mỗi trận thắng lại bị rơi điểm ở ngoại hạng Anh. Vì thế thầy trò Mauricio Pochettino vẫn chưa thể trở lại nữa trên bảng điểm. Khi đối thủ tiếp theo dự đoán khó chơi như Man United tối 4/4. Cảm ơn mọi người đã xem tiêu điểm bóng đá hôm nay. Mọi người hãy ủng hộ kênh bằng cách like và subscribe cho kênh.